Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên với các bạn xem một lô sen nhập mới nữa. Lô này thì cũng có nhiều bụi thụ và nhiều giống đột biến nha các bạn. Và nó cũng có lại một số giống đợt trước hết đấy. Bạn nào không có thời gian xem video thì có thể lên trang web sendagiangnghi.com xem mẫu và giá cho nhau cũng được. Giờ mình sẽ đi giới thiệu từng mẫu trong lô lần này cho mọi người xem nha. Rồi đầu tiên ở đây là mình sẽ có một cây mon nha các bạn. Bữa nay mình về một cây mon này. Cây này cánh ngắn mập nha và rất là rẻ luôn. Nó loại này nó cũng có lên màu, mấy cây lên màu nhiều thì nó sẽ lên cam cam các bạn. Đó, nó lên cũng kiểu cam hồng. Đó, loại này cánh ngắn mập phong búp, giá là 50.000 một cây nha. Trọng này kích thước khoảng 9 cm đó các bạn. Đó, nay mon nó cũng rẻ, gần gần bằng cây xe chung mà giá có 50.000 thôi. Đó, cây cũng rất là già nha các bạn, mặc dù nó nhỏ nhỏ nhưng mà cây nó cũng già rồi. Rồi qua bên đây là mình sẽ có đá tím nha các bạn. Đá tím hôm nay mình về cái bụi nhỏ này nhưng mà cũng rất là chất lượng nha. Các bạn nhìn vô cái gốc nha. Đó, gốc ngon lành rồi, một gốc nha các bạn, cây một gốc, gốc cũng già, nhiều đầu. Đó, loại này mình để nắng nhiều một tí là nó sẽ lên màu hồng rất là đẹp luôn đấy. Nó lên màu tím hồng. Giá là 70.000 một chậu thôi. Nó chậu nó cũng to này các bạn. Tầm chắc cũng 16-17 cm. 70.000 một chậu nha. Đá tím. Rồi bên đây là mình về lại được Hera nữa các bạn, Hera 130.000 nha. Đó, bụi thụ một gốc nhiều đầu, cái này coi như là mình bán chắc cũng 5-6 thùng gì rồi các bạn mà vẫn còn khách hỏi cái giống này. Đó, quá rẻ và đẹp đi. Nó form mấy cái đầu búp búp lại nè, cây rất là già, full chậu, nhiều đầu, một gốc. Đó, 130.000 nha, bằng mấy lô trước thôi. Rồi qua đây là mình sẽ có Ngọc Trinh nè. Ngọc Trinh cũng về lại được các bạn. Đợt trước về một lô mà nay nó hết á, nên là nhiều bạn hỏi mình cho về tiếp. Đó, Ngọc Trinh thì nó sẽ tầm 2-3 đầu trở lên nha. Đó, cây nào ít đầu thì cái đầu nó sẽ to nha các bạn. Cây nào nhiều đầu thì đầu nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Nhưng mà hầu như cây nào nó cũng phun chậu và lỗ ra ngoài hết rồi nè. Đó, giá là 120.000 bằng đợt trước thôi. Đó, Ngọc Trinh già thụ 120k nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ có đá cam loại mới với các bạn. Đợt trước mình về mấy cái bụi bự bự á, bữa nay về cái bụi nói chung là vừa tầm. Đó, trồng cỡ này lên là đẹp nè các bạn. Đó, một bụi này thì có giá 130.000 nha các bạn, cũng rất là xum xuê rồi. Loại này thì nó sẽ lên màu đẹp hơn cái loại đá cam hàng phổ thông bình thường nha. Đó, loại này nó lên màu cam đậm hơn và lá nó có kiểu nhỏ hơn một tí các bạn. Đó, giá 130.000 một chậu đá cam giống mới. Rồi tiếp theo đây là mình có một cây đột biến Claret nha các bạn. Cây này gốc rất là già thụ luôn nè các bạn. Cây một gốc luôn nha. Một gốc và già thụ lên màu kiểu cam đỏ. Cây này thì mình thấy nó giống cây Luella Claret đó các bạn. Đó. Còn gốc gần như siêu già rồi. Các bạn nhìn vô gốc đã chưa? Nó trồng không biết bao nhiêu năm mới lên được cái gốc này. Giá của một cây này 160.000 cũng rẻ, đã chưa tới 200.000 nha các bạn. Cho cây đột biến mà to, đẹp, màu đẹp, dễ trồng nữa. Đó. Đây các bạn thấy nè, mấy cây này nó có lá khô nhiều, mình chưa vặt, mình mới vặt hai cây này qua cho các bạn xem, thấy nó rất là đã rồi. Đó, 160.000 nha. Rồi bên đây thêm một giống đột biến Claret nữa. Cây này thì cũng chưa nhìn ra nó là cây gì đột biến Claret các bạn. Đó, gốc này mạng miếng rồi, rất là ngon lành. Loại này lên màu kiểu xám xám tím tím các bạn. Đó, nay gốc các bạn là thấy một mảng đã chưa. Đó, cái mảng rất là chất lượng nha, cây nào cũng mảng đồ ngon lành hết nha các bạn. Giá của cây đột biến Claret này là 220.000 nha, 220.000 cho cây này. Cái này lên chậu rồi thôi, quá đẹp luôn, 220.000 một chậu. Rồi qua bên đây là mình sẽ có một bụi pha lê tím các bạn. Đây là cái size to nhất từ trước tới giờ của cây pha lê tím mà mình có ở vườn rồi. Bụi bự nha. Nó siêu bự luôn nha các bạn. Size cũng nó chắc phải 40-50 cm gì đấy. Cái này cũng là cây một gốc nha các bạn. Bụi bự mà một gốc luôn đấy. Nó hàng này rất là chất lượng luôn. Giá là 650 nha, 650 cho cái bụi này. Loại pha lê tím thì dễ trồng rồi các bạn, dễ trồng và nó sẽ lên màu đẹp nha, lên màu kiểu cam cam đỏ đỏ ấy. Đó. Và nói chung là cái bụi to như này sẽ không có mấy người khó đâu. Đó. Loại này nhỏ thì nhiều với to thì cũng rất là hiếm đấy. Đó, mấy cái chậu to này không nhiều đâu, mình có 2 chậu mà đây nó to quá nên để được có mua quay 1 chậu thôi các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có
mặt trời đỏ nha các bạn, mặt trời đỏ gốc thụ, già thụ bụi to này, cây một gốc luôn nha các bạn, màu lên cũng đẹp rồi. Lô này thì mình thấy giá nó cũng rẻ rồi các bạn thấy không, một chậu mà to già thụ nhiều nhánh như thế này, nó gốc mà các bạn thấy rất là già luôn, đây màu đẹp nữa rồi. Giá là 150.000 nha, 150.000 cho một bụi à, mặt trời đỏ già thụ một gốc. Đó, màu đẹp. Còn bên đây là có hồng mập này. Đó, hồng mập thì nhiều bạn biết rồi, nói chung là dễ trồng, màu đẹp. Đó, cây này bụi một gốc nha bạn, một gốc nhiều đầu. Giá của một bụi hồng mập này 150.000 nha. Đó, những bạn nào mới chơi cũng rất là thích hồng mập, đó, trẻ trồng, 150.000 một chậu. Rồi qua bên đây là mình sẽ có bắp cải đỏ nha các bạn, bắp cải đỏ này, cây lá xoăn đẹp, lên màu ngon lành. Đó, gốc thì siêu già các bạn, gốc già thụ, gốc nó to hơn ngọn nhân cải luôn á, và nó cao nha các bạn, gốc nó cao chứ không phải thấp nữa. Đó, cây nào gốc cũng cao hết rồi. Đó, tán lá cũng rất là bự nha. Đó, màu đẹp, giá là 220.000 cho cây bắp cải thụ này, bắp cải đỏ thụ 220.000 nha. Đó, to đẹp. Qua đây là mình sẽ có cây Crassula nha các bạn. Đây, cây này sẽ có mùi thơm của thuốc bắc nha. Loại này là một trong những loại sen có mùi các bạn. Cây này gốc nó cũng già này. Này là về bụi to các bạn. Đợt trước là mình toàn cây nhỏ không à, đợt này mới có cây bự của dòng này nè. Đó. Loại này thì nó sẽ có từ màu xanh tới màu vàng vàng cam cam nha các bạn. Đó, và nó sẽ có mùi thơm thuốc bắc nữa. Rất nghe mùi rất là thích. Đó, gốc già thụ nha. Đó, cây này giá là 150.000 nha các bạn. Đó, bụi này là bụi to nhất từ trước giờ mình có ở đây rồi, 150.000 một bụi. Rồi qua đây là mình sẽ có lại nhung đỏ cờ rét này. Nay về cái bụi mình thấy nó còn bự hơn đợt trước các bạn. Ở đây mặt hoa này, đây phần cờ rét nè, gốc thì rất là già nha, cây một gốc luôn nha các bạn. Đó, màu lên cũng được rồi nha, nó màu lên đỏ này. Đó, cây này thì giá 130.000 nha các bạn, mình thấy nó rẻ, nó bụi to mà rẻ, nó phải bự hơn đợt trước đó. Nếu mà giá 130, bụi rất là bự luôn nè, 130.000 một bụi nha. Rồi bên đây là mình sẽ có sợi kẹo nha các bạn, sợi kẹo cũng có mùi thơm đấy, nay mình về lại thêm một lô nữa. Đó, xum xuê các bạn, lên màu kiểu vàng cam rồi, lá thì ngắn và mập nè, cây rất là khỏe và già nha các bạn. Đó, phun chậu lỗ ra ngoài luôn, và đợt này mình thấy nó cũng rẻ, chưa tới 200.000 cho cái bụi này nữa. Đó, bụi to đẹp, giá rẻ 180.000 nha các bạn, 180.000 bụi sợi kẹo này. Đó, rất là chất lượng luôn. Ở đây mình có khoảng tầm chục bụi thôi các bạn, mấy cái bụi mà bụi bự thì thường số lượng nó không có nhiều đâu. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một cây giống mới nha bạn, cây này thì mình không biết chính xác tên gì nữa, lá nó sẽ kiểu có màu trắng nha bạn, lá có phấn rất là dày, nó phấn trắng nha, nó form bút này, cái bảng lá thì nó sẽ to nha, và lá nó sẽ hơi nhăn một xíu. Cái này thì không có tên, giá là 100.000 một bụi nha các bạn. Loại này mình nghĩ là nó mau lớn đấy, mau lớn và khi các bạn trồng nó đều phấn lại là rất là đẹp luôn đấy, đảm bảo luôn, loại này mà trồng đều phấn là siêu đẹp nha các bạn. Và cái cánh nó cũng lạ nữa. Nó 100.000 một bụi, 100.000 một cây nha. Rồi cuối cùng là mình có đất trắng ra nha các bạn, đất trắng ra, bữa nay về thêm một lô nữa nè. Đợt này cái cây nó cũng rất là bự nha các bạn nhìn thấy không? Nó xoay to bự lố ra ngoài nè. Đó, và khi nó lên màu nó sẽ còn lên màu kiểu cam cam nha các bạn. Nó như cái những cái lá ở đỉnh này đang lên màu hơi cam cam này. Nó còn bình thường đột biến thì nó sẽ màu vàng. Đó, đợt này về cái cây cũng to đẹp. Đó, lá mập nha. Giá là 80.000 một chậu nha các bạn. 80.000 một chậu đất trắng ra. Loại này là một trong những loại mà đột biến mà dễ trồng các bạn. Bạn nào thích sen đột biến thì có thể chơi thử dòng này, giá nó thì rẻ mà nó cũng dễ trồng nữa. Đó. Rồi đó là những cây trong video lần này mình muốn giới thiệu cho mọi người xem nha. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo, số điện thoại phía bên dưới, đặt hàng sớm để được cây ưng ý nhất nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé. Xin chào.